Quất là loại trái cây riêng biệt của Việt Nam. Khi quất và mật ong kết hợp với nhau tạo nên một hương vị vô cùng hài hòa. Bài học hôm nay, chả quất mật ong đá. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là Pha Chế Online, nơi các bạn được học công thức đồ uống, cốt thấp, lãi cao. Bước 1, ủ trà, cho một tép lít tông vào bình lọc. Rót 120ml nước sôi vào bình lọc. Ủ trong 5 phút. Bước 2, tạo vị và làm lạnh. Bỏ tép trà. Cắt 3 lát quất. Cắt đầu 3 quả quất. Vắt nước cốt quất. Rót thêm 10ml đường. Rót vào bình lọc. Cho 3 viên đá vào bình lọc. Lắc bình lọc. Rót ra cốc. Hoàn thành bước 2. Bước 3, trang trí và phục vụ. Thả 3 lát quất lên mặt cốc. Phục vụ kèm ống
hút dài. Hoàn thành. Bước 1, ủ trà. Cho một tép trà Lipton vào bình lắc. Rót 120ml nước sôi vào bình. Ủ trong 5 phút. Bước 2, tạo vị và làm lạnh. Bỏ tép trà. Cắt 3 lát quất. Cắt đầu 3 quả quất. Vắt 3 quả quất vào ca đong. Rót 10ml nước cốt quất, 15ml đường và 10ml mật ong vào bình lắc. Cho 3 viên đá vào bình. Lắc bình lắc. Rót ra cốc. Bước 3, trang trí và phục vụ. Thả 3 lát quất lên mặt cốc. Phục vụ kèm ống hút dài.